Xin chào, ChatGPT chỉ mới ra mắt một thời gian rất ngắn, nhưng nó đã tạo ra một cơn địa chấn trên toàn cầu. Có thể bây giờ bạn vẫn nghe cái tên này thật xa lạ, nhưng chắc chắn chỉ vài hôm nữa thôi, nó sẽ nổi tiếng ngang với iPhone và Google. Bởi các chuyên gia ví rằng sự ra đời của ChatGPT chính là một bước ngoặt cho cả nhân loại. Đó cũng là điều khiến ban lãnh đạo của gã khổng lồ Google phải bật cảnh báo đỏ với toàn thể nhân viên khi nhận ra sự đe dọa khủng khiếp đến từ ChatGPT. Vậy thì ChatGPT là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Chắc chắn bạn sẽ phải công nhận rằng sức mạnh của một chiếc máy tính là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như bạn có một thư viện với 1 triệu cuốn sách, tương ứng hàng tỷ dòng chữ, và giờ bạn muốn tìm một thông tin trong 1 triệu cuốn sách đó thì bạn mất bao lâu? Chắc cả đời bạn cũng chưa chắc đã tìm ra. Nhưng với máy tính, nó chỉ cần vài giây là xong. Hay gần gũi hơn, trước đây chúng ta hát karaoke phải dò từng trang trong cuốn danh mục các bài hát để tìm ra mã số bài hát yêu thích, thì giờ bạn chỉ cần nhập tên của nó hoặc một chữ nào đó trong tên, thậm chí một câu hát thôi cũng có thể tìm ra chính xác bài hát trong vòng 1 giây. Và bạn thấy không, máy tính thực sự rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu như những điều này khiến bạn nghĩ rằng máy tính thật hữu ích và nó giúp cuộc sống của chúng ta đã trở nên quá dễ dàng và nó quá tuyệt vời, thì thực ra với ChatGPT, bạn sẽ thấy mọi thứ đang còn quá lạc hậu. Tại sao? Với tính ứng dụng cao và khả năng xử lý hàng triệu tỷ phép tính mỗi giây, con người vẫn đang tìm cách khai thác tối đa sức mạnh của bọn máy tính. Nếu như trước đây, việc tìm kiếm một kết quả trong hàng tỷ thông tin đã là điều tuyệt vời, thì giờ đây, con người còn muốn hơn thế. Chúng ta muốn một cái máy tính mà không cần hỏi, chúng cũng tự biết chúng ta muốn gì và cung cấp cho chúng ta những thông tin cần thiết. Chúng ta muốn một thứ gì đó mà có thể tự biết suy nghĩ như con người, chứ không phải ngồi chờ con người ra lệnh thì nó mới biết việc mà làm. Và đó là trí tuệ nhân tạo. Và trên đường đua phát triển trí tuệ nhân tạo thì có hàng nghìn công ty trên thế giới đang cạnh tranh nhau. Trong đó có một công ty tên là OpenAI đã tạo ra sự khác biệt. OpenAI bắt đầu là một tổ chức phi lợi nhuận được tạo ra bởi những người sau đây. Đầu tiên là Altman, một thành viên trẻ tuổi gốc Do Thái, người đã bỏ ngang khi đang học tại Đại học Stanford và sau đó nhận bằng danh dự tại Đại học Waterloo. Tiếp theo, một nhân vật đã quá quen thuộc, tỷ phú Elon Musk. Tiếp nữa là nhà sáng lập mạng xã hội LinkedIn Hoffman. Và ngoài ra còn có một số nhân vật khác. Và điều thú vị là OpenAI lúc này được tạo ra với mục đích phi lợi nhuận. Những người tạo ra tổ chức này đã quyết định không làm vì tiền, mà họ muốn tạo ra những công nghệ có thể phục vụ cho cuộc sống của nhân loại. Và một trong những sản phẩm nổi bật của OpenAI chính là ChatGPT. Có thể hiểu nôm na, ChatGPT là một bộ não máy tính với trí tuệ nhân tạo. Nó có thể học và tổng hợp rất nhiều nguồn thông tin, đọc rất nhiều sách báo và tự tạo ra văn phong cho riêng mình. Vậy ChatGPT có thể làm được gì? Có lẽ bạn sẽ phải kinh ngạc với những gì nó thể hiện. Một nhà báo đã thử đề nghị ChatGPT viết một bài giải thích về một khái niệm mới về công nghệ và nó đã làm xong trong vài phút. Sau khi đọc bài viết của nó, vị nhà báo kia đã phải kinh ngạc với cách trình bày, lập luận và văn phong chuyên nghiệp ngang tầm với một bài luận cấp đại học. Và ông thử gửi bài báo cho ban biên tập, họ đã cho đăng bài báo ngay sau đó và giúp vị nhà báo thu về 615 đô. Tức 12 triệu Việt Nam đồng, dù chỉ nhờ con ChatGPT làm mất có mấy phút. Một người khác là giảng viên dạy lập trình đã yêu cầu ChatGPT viết một bài giáo án cho anh ta. Và cũng chỉ vài phút, ChatGPT đã viết xong một bài giáo án với chất lượng cao. Chỉ cần sửa một vài câu từ là có thể đưa luôn cho sinh viên. Bài giáo án đó thậm chí còn dễ hiểu hơn giáo án của một số giáo viên thật sự. Đặc biệt là ChatGPT có thể hiểu và thông thạo hầu hết các loại ngôn ngữ lập trình, nghĩa là nó là thầy giáo dạy lập trình hiểu biết nhất thế giới. Chưa kể, nó cũng có thể giao tiếp với người dùng bằng hàng trăm ngôn ngữ trên toàn cầu, tất nhiên là bao gồm cả tiếng Việt. Với những yêu cầu khó như viết bài luận hàng nghìn từ hoặc tóm tắt một bài viết hàng nghìn từ thành một đoạn văn ngắn, ChatGPT đều có thể làm tốt. Các bài viết do nó tạo ra được đánh giá là có chiều sâu, có văn phong riêng, có bố cục rõ ràng và lập luận chặt chẽ. Bạn có thể yêu cầu nó viết hợp đồng thuê nhà, đơn xin việc,
email, báo cáo cho sếp hay giải thích các quy định về pháp luật, nó đều có thể làm tốt. Nếu như lâu nay bạn cần tìm kiếm thông tin, bạn tìm kiếm và Google sẽ hiển thị cho bạn hàng nghìn trang web để bạn tự đọc. Thì nay với ChatGPT không làm như thế, nó sẽ tổng hợp dữ liệu trên Internet và tự diễn giải thành một bài viết đầy đủ dễ hiểu cho bạn, thay vì bản thân bạn phải truy cập và đọc hàng trăm bài viết để tự tìm thông tin. Chính điều đó đã khiến ban lãnh đạo Google phải bật cảnh báo gấp và họp tìm giải pháp để đối phó với con trí tuệ nhân tạo này. Như các bạn thấy, thế giới đang thay đổi rất nhanh. Google hôm nay có thể được ưa chuộng, nhưng có thể ngày mai ChatGPT sẽ lên ngôi và Google sẽ chết yểu như Yahoo, nên nếu không thay đổi thì sẽ chết. Với sự ra đời của ChatGPT, rất có thể những ngành nghề như giáo viên, nhà báo hoặc những người làm việc liên quan đến tổng hợp thông tin và phân tích dữ liệu sẽ mất việc. Thậm chí nếu sau này bạn cần tán gái nhưng không biết nhắn tin, bạn hoàn toàn có thể để ChatGPT tự nhắn tin và tán crush cho bạn. Hoặc ở chiều ngược lại, bạn có thể không biết mình đang được một anh chàng đẹp trai thông thái nào đó tán tỉnh hay bạn đang bị một con bot nó tán. Vậy đấy, ChatGPT đang rất tiềm năng và chúng ta sẽ chờ xem nó sẽ tạo ra cuộc cách mạng như thế nào trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem video. Rất có thể sau này bạn sẽ xem kiến thức thú vị mà được tạo ra bởi bọn máy tính. Còn admin thì đang bị bọn chúng bắt đi lao động khổ sai để xây dựng nhà máy phát điện cho chúng ăn. Xin chào và hẹn gặp lại.